nhận 100.000 coin thấy chưa, bạn chỉ nhận được một lần thôi nha. Code chỉ được đã sử dụng, có nghĩa là cái code này là mỗi bạn chỉ xài được một lần và các bạn có thể xài được bao nhiêu ạ cũng được, nhưng mà cái code này có thể xài được biết bao nhiêu lần luôn. Còn quay thời gian đó các bạn, nó sẽ cho mình cái gì. Ồ, 10 con nữa, sao hôm nay tôi nhận tiền hơi nhiều đó nè. Thôi được rồi, bây giờ thì đánh bại bản sao đầm lầy nhỏ ra đã. Tôi chưa có chưa có giỏi về cái game này lắm nên tôi... Ủa, cái con này hả? Con này ghê thế. Auto cho nó tự đánh luôn các bạn. Thì đổi hình hiện tại mình cũng chơi cái game này được một xíu rồi. Hôm bữa live stream, lộn, quay video với Jimmy thì mình cũng chơi được một xíu rồi. Thì cái game này thì mình có được con Muzan nè. Nó vô cái game này nó đổi tên là Banjun đó các bạn. Yoshiru với lại Nozuke. Mình có được mấy con này rồi. Bạn quay mấy con, nhưng mà mấy con quái này nhìn trong tởm lợm thiệt luôn mấy mấy bạn ơi. Mình sẽ đánh. Ủa này có mấy con à, mình nó không có nhiều. Đập hết đi. Đó, đập vô rồi, ok. Ồ đây nè, nó có tiếng rồi các bạn. Nãy giờ quên bật tiếng tiêu luôn. Đây, bản sao đầm lầy luôn. Đập luôn đi, đập hết. Bây giờ tôi đập để làm sao lên được 25, sau đó là tôi sẽ bây giờ vô trả nhiệm vụ cái nhẹ đi nè, Kazuma. Rồi, xấu sao bị đánh bầm dập vậy? Anh điên này, thật nguy hiểm khi một mình. Hãy tiếp tục và chịu hồi khói để gì vậy? Khóa một kiếm sĩ khác. Đánh bại bản sao đầm lầy đó. Hình như là mấy cái con kia kìa anh em. Ok, let's go. Giờ tôi sẽ đi giết mấy con đó. Không biết qua đây mình chịu hồi được mấy con nào xịn xịn không nha. Ý chứ, em thích. Anh thích ai trong thanh gươm diệt quỷ? Đó, anh mới nói gì rồi đó, gì ghen Goku á. Là Nezuko đúng không? Đó, tôi biết mà. Wow, nhân vật mới Iroko Daku. Có hành liên lửa đâu, hành liên lửa. Ủa, không có hành liên lửa hả ta? Ủa gì, không có hành liên chém da lửa rồi các bạn ơi. Không có Renroku gì vậy. Ê, tôi có vòng quay nữa nè. Boom, Inosuke. Cũng được. Nhưng mà bây giờ đội hình tôi là tôi chơi Muzan với lại Nozuke với lại Zuzuzu Yoshizuru. Trời ơi, tập mấy tên Nhật đúng là quần tà là vàng luôn á bạn ơi. Bật auto cho nó tự đánh cho nó đơn, giản đẻ, giản đơn thôi. Bum 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 bum. Bây giờ ai nhắc người khác trong kênh của tôi là tôi auto chặn gián chịu nghe. Bản sao đầm lầy lớn cũng bị đập bởi Manjun của tôi thôi. Bản sao đầm lầy lớn nè, bản sao đầm lầy lớn nè, bây giờ đánh lên được tới 20 là đúng đời đó. Nani? Là xong là tôi không biết tôi đi qua tiếp cái khu đất nào tiếp theo đây. Ủa có cách nào mình nâng cấp cho mấy con của mình nó mạnh hơn không anh em? Mấy con của mình nó đang 2 sao nè, bây giờ mình chỉ có cường hóa thôi hả? Hay mình cường hóa con Manju của mình lên đi. Đồ thăng cấp baby, thăng cấp baby. Lên được 26 nha baby. Ủa không biết qua khúc sau là mình sẽ qua tới cái vùng gì ta. Ủa này người ta đánh nhau nè, level gì 3.000 điểm ghê trời. À đang chơi anh gương diệt quỷ hả? Đúng vậy. Tôi cũng đang chơi nè. Mà không được gặp nhau. Mấy anh đợi con level mấy rồi? 29. Gì ghê vậy? Wow. Hôm bữa treo xong rồi đi mua đồ xong rồi về nhà cái tự nhiên chạy lên 29 luôn. Có đường tắt không ta, nó bắt mình đi đường dài vòng dữ trời. Gặp con vật mình nó chạy chậm ơi là chậm luôn, đi trả nhiệm vụ cũng hết thời gian luôn rồi. Tôi chịu hồi, chịu hồi hả, ok. Tự động xây. Con máy gì nha. Thôi tôi bấm vậy cho nó nhanh, tự động nó chậm hơn tôi bấm nữa bạn. Đâu cái gì đâu, cái gì đâu, cái gì đâu, mại dơ coi. À hình như nó đạt, nếu mà đạt lên 150 là nó tự nâng cấp lên mấy sao luôn đúng không? Ôi chết bà, lố tiền hết tiền rồi. Ham hố quá anh em ơi. Oh no. Qua được cái vùng nào rồi? Vùng nào không biết nữa. Đang đánh mấy con quỷ đầm lầy. Còn tôi là chỉ tới quỷ dừa, qua quỷ dừa lâu rồi đúng không? Ừ nó tên là quỷ vừa, quỷ nhỏ, quỷ vừa, quỷ bự. Qua rồi. Thì tôi treo đó, xong rồi nó lên được tôi treo cái con boss mạnh nhất á là nó lên. Xong rồi tôi lên được level cao luôn. Nó có một cái cửa kính, mình có thể nhìn cái kính đó phát nhìn xuyên tường luôn. Đồ. Ôi, con này bự vậy. What the hell? Trời, quỷ đầm lầy nào ông nội ơi. Ô là trời, gì mà to dữ vậy trời. Đây đánh quá là lẹ luôn anh em ơi.
Ở đâu vậy? Con đó mất tiêu rồi. Mình nó giết mình. Alo, mình giết nó xong rồi, nó đi mất tiêu rồi. Đây lại có vòng quay tiếp nữa rồi anh em. Quay tiếp. Ô, con kia lại ra rồi kìa. Ô, đây rồi, có cái vậy chạy nhanh chúng ta sẽ đỡ hơn. 3/5, 4/5, nhanh lên đi, trả cái nhiệm vụ. Thề mấy con boss nó da chậm như quỷ luôn. Nó mà da nhanh một phát thì thôi. Làm mạnh ông ơi. Làm nhiệm vụ nó bị lẹ. Không, giết nó xong nó hồi sinh lâu á. Trông mạnh á. Trời ơi, gặp hoài nó không hết nè. Nhiều gì nhiều dữ gì. Đây rồi, chơi tôi chỉ còn một con cuối nữa thôi là tôi đi trả nhiệm vụ xong chúng ta đi chơi game khác. Rồi, vô, đập lẹ, drop rãng liền. Muzan mạnh lắm anh, trời ơi, nó là những vật đỏ mà, nó mạnh là đúng rồi. Tích lũy tiền. Ủa, sao quên nè, spawn để bật cái cốc cốc thu mà. Thu nhập tiền. Ủa, sao quên ta? Ủa, tôi có tiền mà, giờ sao thu nhập? Auto. Thu nhập. What? How to? Bây giờ làm cái gì để thu nhập tiền? Ai cho tiền không? Ai cho tiền đi hả? What the hell? Bây giờ làm sao? Bây giờ đừng nói lại đánh nữa nha. Hình như lại đánh nữa thì mới lên được hả ta? Ui là trời. Khó quá vậy. Chúng ta hãy mua tiền cho nó lẹ nào. Đâu giùm mày. Thôi nhiệm vụ hoàn thành. hãy kiểm tra kỹ năng bạn một lần sau đánh đi đánh 3 trận PvP. Đấu trường đúng không? Tìm trận luôn, khỏi nói nhiều. Sài Gòn là không nói nhiều. Rồi. Drop rãng là 3, 1, 2, 3, 4, 5 vô đâm. Đâm liền, đâm liền. Trời ơi, mấy con của tôi hơi bị lẹ. Người giàu luôn có lối đi riêng. Kiểu này lôi lên top cái một. Đu xe. Đu xe hả chú? Đây nè. Mới đầu bây giờ. Bây giờ tôi sẽ cho tiếp mấy cái code tiếp đây mọi người ơi. Trời xịn quá, đúng là người người nhà giàu à, code quá trời. Code nhiều chứ, nhiều chứ. Ủa tôi đang phát tới code nào rồi? À đây.